Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi tựa game Lock Root và mở quà cho anh em xem. Tập này thì mình sẽ ráng mở khoảng tầm 20 hộp anh em ạ. Để coi có được trái thần thoại hay là quyền thoại hay không. Chứ 10 hộp mình thấy khó mà được trái xịn quá. Nếu mà tính ra từ cái lúc mà bắt đầu cái sự kiện Giáng sinh này, mình mở tới giờ cũng nhiều rồi đó, nhưng mà chưa được cái trái thần thoại mà mình mong muốn nha. Chẳng hạn trái bao đốm, trái voi, trái cáo, trái khủng long đồ các kiểu. Nó không chịu ra anh em ạ. Trời, rào trắng tối thượng Bari Bari Nomi. Bạn kia thì được Hie. Người còn lại thì trái khói anh em ạ. Tính ra mình là hên nhất trong cái khu vực này rồi. Hộp quà thứ hai. Lần này thì cũng có 3 người thôi, không có nhiều lắm. Mình sẽ nhặt cái hộp màu xanh lá nha. Hộp này bình thường mình xui lắm, nhưng mà mình vẫn muốn nhặt. Trái gai. Vừa mới nói xui xong là xui thiệt luôn á. Ê, bạn kia cũng được trái gai kìa. Vậy tính ra mình mở hộp nào cũng vậy thôi. Còn thanh niên kia làm gì vậy? Có cái hộp không chịu nhặt chạy vòng 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 anh em à. Đây nè. Hình như là không thấy cái hộp quà hay sao á. Rồi mất luôn. Vậy là bạn nó bị lát hay sao nếu mà không thấy cái hộp quà. Uổng ha, biết đâu trái cáo nằm trong cái hộp này là bạn nó sẽ siêu tiếc luôn. Sau một tiếng chờ đợi thì hộp quà thứ ba đã rơi xuống. Để coi trong ba người ở đây ai sẽ mở được chát quỷ xịn. Lâu thế. Trời, chưa hết gì là bạn kia mở cái hộp màu vàng rồi. Còn hai hộp màu tím. Mình sẽ mở bên đây đi. Ngon luôn. Trái róc két. Nói thiệt chứ khỏi cần phải nhìn thì mình biết cái bạn còn lại cũng mở được cái trái xịn hơn mình rồi. Đem vô trong cái gốc cây vứt. Cũng được mớ rồi nè. Nhưng mà không có nhiều bằng những cái tập trước nha. Những cái tập trước trời ơi, dục gốc cây nghẹt luôn á. Hộp quà thứ tư. Từ đầu giờ nói chung là chưa mở được cái trái nào xịn xịn hết nha. Toàn cùi bắp không à. Dạo gần đây thì số người chơi mở quà càng ngày càng ít. Riết rồi chỉ còn mình với bạn kia thôi. Nên là cũng không có vui lắm. Mở quà này phải nhiều người mới vui nè mà. Xem coi ai nhỏ, ai may mắn đâu các kiểu. Trời. Bạn kia được đại bàng, mình được trái chớp. Hộp quà thứ năm. Mấy bạn kia đừng có xài chiêu nào. Không có thấy gì hết trơn. Ủa nó nổ ra chưa ta? Do mấy bạn này xài chiêu anh em. Đâu rồi? À còn một hộp màu xanh dương. Trái dung nham. Mình tự tin là may mắn nhất ở cái khu vực này rồi đó. Anh em thấy chưa? Một người trái rocket, một người trái khói. Trong khi mình là magu. Tiếp tục là hộp quà thứ sáu. Lần này cũng chỉ có 3 người thôi. Sao không có ai vào cho 4-5 người gì đó nhặt nó mới vui. Còn một hộp màu tím nè. Trái ánh sáng của Kiyaru. Hai thanh niên kia lại xui rồi kìa. Mở ra hai trái lò xo nhúng nhảy. Nhìn hài không? Tính ra mình là cái người có cái vận may cao nhất trong cái xe vòi này rồi á. Hộp quà thứ bảy. Cũng gần 10 hộp rồi đó mà mình chưa thấy có sự xuất hiện của trái thần thoại hay là quyền thoại gì cả. Cái tập này coi bộ cũng không được may mắn nha. Mở hộp màu vàng đi. Mấy bạn kia mở hộp màu hồng đi kìa. Trái bóng tối. Rồi. Mình lại là người hên nhất nha anh em. Hai thanh niên tới từ đầu giờ toàn mở được cái cùi 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 không à. Mình thì mở được mấy cái trái dạng vừa vừa chứ không tới nỗi là cùi. Hiện tại thì cái hộp quà thứ 8 cũng đã xuất hiện. Bạn kia như là treo rồi hay sao á. Mình thấy không nhúc nhích. Vậy thôi mình mở cũng được anh em ạ. Quan trọng là mình mở thôi. Lấy cái hộp màu vàng đi. Trái kim cương. Cũng được. Không tới nỗi nào. Mà sao nó không chịu ra cho mình một trái thần thoại đi trời. Một trái cũng được. Hộp quà thứ 9. Tính ra treo cũng được 9 tiếng rồi đó anh em ạ.
mà chưa có trái thần thoại nào, nên bây giờ cũng hơi buồn chán tí nha. Mở cái hộp màu xanh này đi. Trái đại bàng. Nản quá trời quá đất luôn á. Hai bạn kia được gì? Ui, trái du ký, trái tuyết anh em, cho mình luôn nè. Ngon. Nhưng mà đây không phải là mình mở ra nha, nên là cũng không có tính được, trừ khi mình mở ra thì mới tính. Hộp quà thứ 10. Ui sao lần này đông vậy? 5-6 người. Toàn là xài chắc quỷ hệ giòn không anh em ạ. Khủng long cáo. Đó, nhiều như thế này thì mới vui được. Trời ơi, nhặt hết rồi anh em ạ. Còn cái hộp màu hồng nè. Trái dung nham. Trời, anh em nhìn kìa. Ba người được trái dung nham luôn. Còn lại thì trái gai. Với trái khói. Rồi ok, tổng lại ở đây là ba dung nham, hai khói, một gai. Trời, mà tính ra khó ha, đông như thế này mà không ai mở được trái huyền thoại. Đừng nói chỉ là trái thần thoại. Hộp quà thứ 11. Mình không hiểu sao nha, bình thường mở tầm 10 hộp quà thôi là có khi được trái xịn á. Còn mở 20 hộp, thường số của mình nó bị xui anh em. Mở toàn trái cùi không à. Cũng giống như là đi nhặt trái quỷ, mình nhặt 10 trái thì hên hên, nhặt toàn là trái huyền thoại, thần thoại không. Còn nhặt 20 trái thì toàn trái cùi. Kiểu kiểu như thế. Chuẩn bị mở quà nha. Mấy hình niên này xài chiêu ghê thế. Để cho họ nhặt hết đi. Còn lại hộp cuối cùng mình nhặt. Đây nè. Có cái hộp màu hồng bị chê. Trái khói. Đâu mấy hình niên kia được cái gì? Ủa còn cái hộp màu vàng nữa kìa. Mở cái hộp màu vàng là ngon rồi. Pika nè. Cát. Cao su. Còn cái hộp màu vàng thì bạn kia treo rồi nên là nó bị mất á nè. Hiện tại thì hộp quà thứ 12 vừa mới rơi xuống. Bây giờ chờ nó nổ ra và nhặt thôi. Mình sẽ lấy cái màu xanh dương đi. Dung nham. Trời, anh em có công nhận không, ngày hôm nay mình gặp trái dung nham hơi bị nhiều á. Hai bạn kia thì được cao su với lại pika. Mình vẫn là người may mắn nhất. Cái đống giác quỷ trong gốc cây thanh niên nào lấy đi mất tiêu rồi. Hộp quà thứ 13. Nói thiệt với anh em là cũng nản dữ lắm rồi đó. Tại treo mở không có ra trái huyền thoại hay là trái thần thoại gì hết trơn à. Trái xịn nhất mà mình mở được từ đầu giờ đó chính là Magu nha. Còn có một lần được trái tuyết nữa nhưng mà do là người khác cho. Cái bạn xài trái cáo treo rồi hay sao á. Vậy thôi, để mình nhảy xuống. Nhặt cái hộp xanh lá đi. Trái bơm. Tại sao không cho được một trái huyền thoại vậy trời. Chỉ một trái thôi khó tới vậy hay sao vậy. Hộp quà thứ 14. Cũng chỉ có hai người. Mấy cái đợt trước có được một lần 5-6 người gì đó, đông đông vui vui. Còn bây giờ ít người quá. Trái bóng tối. Mình vẫn là người may mắn hơn bạn kia. À, anh em có thấy trái lớp lớp rút không? Không phải là mở từ hộp quà, mà do một bạn nào đó đánh quái hải tặc đem qua vứt cho mình á. Nhưng mà cất cũng không được. Phun túi rồi anh em ạ. Hộp quà thứ 15. Còn 5 hộp nữa là kết thúc clip rồi đó. Mình nghĩ chắc là không có xuất hiện được trái huyền thoại hay là thần thoại đâu anh em ạ. Hôm nay là quá xui rồi. Lấy cái hộp xanh lá luôn đi. Trái hồ ma cũng được nha. Nhưng mà nói chung mình cũng không thích thú lắm. Chẳng thà cho trái xịn luôn, chứ cho mấy cái trái như thế này cũng đâu có cất được anh em. Tuy là giá trị nó cũng gần 1 triệu bili đấy. Ok, đây là hộp quà thứ 16. Có trái quỷ xuất hiện luôn kìa anh em ạ. Nhưng mà làm biến đi nhạt quá trời mới đất. Kệ đi ha. Với lại tập này mình chủ yếu là mở quà thôi, chứ không phải là nhặt trái quỷ. Nhặt trái quỷ thì để từ từ. Còn đúng một mình luôn á. Hộp quà màu hồng.
Lại là Magu. Bộ hết giác quỷ rồi sao vậy? Cứ xuất hiện cái trái này riết luôn. Từ đầu giờ quá trời rồi đó. Coi bộ là ngày hôm nay mình bị thủy siêu đốc Akainu ám rồi anh em ơi. À, sẵn tiện đây, mình muốn cho anh em xem một giác quỷ nè. Vào trong cái phần túi nha. Đó, anh thấy trái gì chưa? Thuộc dạng thần thoại. Mà tức nha, cái lúc mình quay clip á, thì nó không chịu xuất hiện đâu. Còn lúc mình không quay clip á, thì nó lại ra. Lúc nãy á, là có một đợt mình mở quà, nhưng mà cái hộp quà nó rơi xuống rồi, mình không để ý nha. Mình sợ là quà nó biến mất, nên là không có bật clip lên, chạy lại nhặt luôn, thì nó ra trái voi. Cay chưa? Còn những cái lúc á, mình bật clip, mình ngồi mình canh á, thì mở toàn trái cùi không à. Mà thôi kệ, nếu mà miễn sao có trái voi nằm trong túi là ok rồi. Lâu lâu lấy ra ngắm rồi các kiểu, hợp lý. Hiện tại thì hộp quà thứ 17 vừa mới rơi xuống. Lần này có hai người, mình với bạn kia. Lầu thế, chắc là mở cái hộp màu xanh dương đi. Trái cát cũng cùi bắp thôi, không có gì xịn. Bạn kia thì được hi-ê. Hộp quà thứ 18 gần kết thúc clip rồi đó anh em ạ. Từ đầu giờ nói chung là cũng không có sự xuất hiện của trái gì xịn nha. Có một trái đó chính là trái voi á. Tự tay mình mở quà được, nhưng mà mình không có quay clip được cho anh em xem cái khúc đó. Tức thiệt chứ. Mấy anh em nghe nhặt hết chưa? Sao lúc nào cũng chừa cho mình lại cái hộp màu hồng hết trơn vậy ta? Để lại mở luôn. Mấy bạn này kỳ thị cái hộp màu hồng hay sao? Đúng rồi, kỳ thị là đúng á. Mở ra nguyên cái trái rocket nè anh em. Hộp quà thứ 19. Bây giờ anh em thấy trái quỷ vứt ở đây luôn kìa, làm biến đem lại cái gốc cây đằng kia. Trái cát nữa. Từ đầu giờ mình mở được cái trái cát này cũng hơi nhiều nha trời. Bạn kia cũng trái cát luôn. Thiệt, trái cát từ đầu giờ hơi nhiều đấy. Hộp quà thứ 20 cũng là hộp cuối cùng trong tập ngày hôm nay luôn. Để coi là sẽ được trái quỷ gì. Cho mấy honey kia nhặt trước đi. À, lại chừa mình cái hộp màu xanh dương nè. Cả mà có hộp màu hồng là mấy honey này chừa lại cho mình rồi đó. Trái băng. Nói chung là cũng không có hy vọng nhiều đó anh em ạ. Tại vì trời, từ đầu giờ quá là xui rồi. Nhưng mà tính ra mình vẫn hơn là hai người chơi kia nha. Ok, tới đây cũng được rồi. Lần sau thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại. Có gì hay ho hơn mình sẽ quay clip cho anh em xem tiếp. Còn bây giờ, bye anh em. Tập này tuy là mở cũng toàn trái cùi không, nhưng mà ít nhất thì mình cũng có được một trái voi trong túi rồi anh em ạ. Cũng mừng mừng phải không nào. Bye anh em.